8 gương mặt mỹ nhân bị make-up dìm hàng thê thảm nhất năm 2017. Mai Ngô, Chi Bu, Hoàng Thùy là những mỹ nhân ghi dấu với gương mặt quá lạm dụng son phấn, trở thành thảm họa trong năm 2017. Xuất hiện trong bộ ảnh Giáng sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017, Hoàng Thùy là thí sinh nổi bật và ấn tượng nhất, thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, không hiểu chuyên gia make-up nào hại cô khi để gương mặt trắng bệch loang lộ phấn và không đều màu. Nổi tiếng là người mẫu sáng giá của làng mốt Việt với những bước cắt quốc thần sầu, nhưng Võ Hoàng Yến thường xuyên mắc lỗi trang điểm không đáng có. Chân dài ưa chuộng lối trang điểm đậm quá đà, đôi khi khiến người đối diện phát hoảng. Tham gia sự kiện thời trang hội tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới, vậy mà Chi Bu lại mất điểm toàn tập với bộ cánh lạc quẻ và tông make-up thảm họa. Thậm chí nhiều người ví von nguồn cảm hứng trang điểm của giọng ca từ hôm nay tại sự kiện này là từ nhân vật chú hề IT ám ảnh. Annabelle là bộ phim và hình tượng trang điểm được nhiều sao Việt hướng tới nhiều nhất trong năm nay. Điển hình như Mai Ngô trong sự kiện ra mắt sản phẩm của ca sĩ Trung Quân Idol. Má màu cam đức, môi lại đỏ thẫm, đôi mắt to tròn, thí sinh The Face như phiên bản sống của búp bê khủng khiếp nhất mọi thời đại. Mai Ngô nhiều lần mắc lỗi trang điểm kể cả tham dự sự kiện thảm đỏ hay talk show. Góp mặt trong sự kiện đấu trường phong cách tại Hà Nội, Bảo Thanh khiến nhiều người bật cười vì loại make-up không đáng có. Dễ dàng nhận ra người đẹp mắc hai loại trang điểm lớn. Một là đánh má hồng quá đậm khiến gương mặt cô bị già đi cả chục tuổi. Hai là lệch tông da giữa vùng mặt và vùng cổ ở tay, gây mất điểm trầm trọng. Mắt kẻ đang xì sắc lẹm, môi đỏ dày cộm nặng trịch, nhũ là nhũ. Cách tô vẽ quá đà khiến phí Phương Anh trông vừa già vừa dữ, lại vừa nặng nề trong tập 6 The Face mùa 2. Trong đêm bán kết Miss France International 2017, đại diện chủ nhà Huyền My xuất hiện lộng lẫy trong thiết kế đầm đuôi cá ôm sát như Donnie đóng giày. Tuy nhiên, khán giả lẫn fan đều cảm thấy khó hiểu khi trong đêm thi quan trọng, chuyên gia make-up lại dìm hàng người đẹp khi bê nguyên đôi mắt gấu trúc đen xì lên sân khấu. Miu Lê diện váy trễ vai dáng xòe, khoe vòng một gợi cảm tại sự kiện thảm đỏ. Tuy nhiên, cô nàng mắc lỗi trang điểm khi quá lạm dụng son phấn, để lộ hai màu da khác biệt giữa mặt và cổ. Bất ngờ danh sách fan cuồng của Mỹ Tâm có rất nhiều tên nghệ sĩ đình đám showbiz Việt. Trong đại gia đình fan của nữ ca sĩ Mỹ Tâm có sự xuất hiện của không ít ngôi sao đình đám làng giải trí Việt như danh hài Trường Giang, Hoa hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Hoàng Thùy. Trường Giang, ít ai biết rằng danh hài Trường Giang là một người hâm mộ đặc biệt của ngôi sao ca nhạc Đồng Hương. Vì quá mê Mỹ Tâm, anh vừa đăng một clip lên mạng xã hội, nài nỉ đàn chị ký tặng album Tâm Chính được ra mắt cách đây không lâu. Rất may mắn cho danh hài khi clip này nhanh chóng đến được tay Mỹ Tâm và cô đã đồng ý tặng cho anh một CD với chữ ký chuẩn xịn. Văn Mai Hương, không chỉ là sự nghiệp âm nhạc, Văn Mai Hương còn ngưỡng mộ cách sống chân thành, tốt bụng của đàn chị Mỹ Tâm. Trong một show diễn mới đây, nữ ca sĩ không ngừng run rẩy khi gặp được bà bụt cứu nguy đúng lúc. Giọng ca họ Văn kể được đàn chị cho mượn cả váy lẫn giày khi trang phục của mình không may rách toạc. Chị Tâm ơi, em yêu chị đúng là chị Mỹ Tâm của em rồi, chị đúng là bà bụt của em, nữ ca sĩ dâng trào cảm xúc. Hoa hậu Kỳ Duyên, nằm trong cộng đồng người hâm mộ họa mi tóc nâu còn có Hoa hậu Kỳ Duyên, chân dài họ Nguyễn cho biết ca sĩ Mỹ Tâm chính là thần tượng của cô, những bài hát của đàn chị cũng là tuổi thanh xuân của người đẹp. Hoàng Thùy, mặc dù hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nhưng Hoàng Thùy đặc biệt hâm mộ nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Trong 6 năm theo nghề, đã có lần người đẹp họ Hoàng được gặp gỡ thần tượng trong một sự kiện giải trí. Thế nhưng, cô chỉ đứng từ xa và ngắm đàn chị. Ca sĩ Nam Cường, một trong những fan cứng của Mỹ Tâm phải kể đến nam ca sĩ Nam Cường. Ngay từ khi còn là một cậu học sinh, anh mê mệt đàn chị tới mức treo đầy hình ảnh của cô trong phòng ngủ, giọng ca bay giữa ngân hà tâm sự. Mỹ Tâm chính là một tấm gương sáng để anh noi theo khi quyết định lấn chân vào con đường nghệ thuật. Ca sĩ Thanh Duy, cuồng Mỹ Tâm không kém Nam Cường làm nam ca sĩ Thanh Duy. Kể từ khi là một cậu học trò cho tới thời điểm hiện tại, tình yêu mà Thanh Duy dành cho đàn chị vẫn chưa hề thay đổi. Mỗi lần nhắc tới Mỹ Tâm, nam ca sĩ luôn bày tỏ sự tự hào vì có một thần tượng hoàn hảo. Đông Nhi, không kém ai, Đông Nhi cũng dành tất cả sự ngưỡng mộ cho đàn chị Mỹ Tâm.
Những ai yêu mến Đông Nhi chắc hẳn đều biết cô hâm mộ họa mi tóc nâu ngay từ khi còn nhỏ. Theo con đường ca hát, bạn gái ông Cao Thắng cũng lấy Mỹ Tâm làm tấm gương phấn đấu. Tới hiện tại, dù đã là người có tên tuổi, nhưng Đông Nhi vẫn luôn hồi hộp và khép nép mỗi khi gặp gỡ thần tượng của mình. Khởi My, cả hai vợ chồng Khởi My Kevin Khánh đều là fan cuồng nhiệt của Mỹ Tâm, đặc biệt là Khởi My, cô mê đàn chị ngay từ khi còn nhỏ xíu. Giải nhất tiếng ca học đường 2007 khoe mình, từng canh me xin mãi để được hát trong buổi họp fan của thần tượng. Giống như Nam Cường, phòng ngủ của Khởi My cũng treo rất nhiều hình ảnh của ngôi sao ca nhạc gốc Đà Nẵng. Subin Hoàng Sơn, trong một chương trình, Subin Hoàng Sơn lần đầu tiết lộ ngưỡng mộ Mỹ Tâm ngay từ khi còn nhỏ. Ngay ở thời điểm đó, anh đã thuộc lòng rất nhiều bài hát của đàn chị, trong đó đặc biệt yêu thích ca khúc Cây đàn sinh viên. Nhật Thủy, nằm trong cộng đồng người hâm mộ Mỹ Tâm còn có quán quân Việt Nam Idol 2013, Nhật Thủy. Cũng vì tình yêu nồng nhiệt dành cho giọng ca Ước Gì, nên cô đã chọn hóa thân thành thần tượng trong đêm chung kết Gương mặt thân quen 2015. Harry Won đóng trong series hài Tôi là Tư Hậu của Trấn Thành. Trấn Thành vừa ra mắt trailer của series hài gồm 8 tập mà anh tự sản xuất. Sau một thời gian ấp ủ và chuẩn bị, Trấn Thành chuẩn bị ra mắt series hài đầu tiên cho chính anh sản xuất mang tên Tôi là Tư Hậu. Trailer dài 3 phút vừa được Trấn Thành tung ra 2 ngày, gây chú ý với khán giả bởi những mảng miếng hài hước. Nhân vật chính trong series là Tư Hậu do Trấn Thành đảm nhiệm, anh hóa thân với hình tượng mái tóc ngố, thường xuyên mặc áo sơ mi ôm, quần ống loe, dù rất hiền lành hay giúp đỡ người khác, nhưng Tư Hậu vô cùng hậu đậu vụng về, đụng đâu hỏng đó. Nhân vật Tư Hậu sẽ xuất hiện xuyên suốt 8 tập của series và luôn đem lại tiếng cười bằng những tình huống éo le, những câu chuyện dở khóc dở cười trong các chủ đề Tư Hậu đi học, Tư Hậu bắt cướp, tập gym, hẹn hò, đóng phim, đi ngân hàng. Trấn Thành cho biết anh chi khá mạnh tay để thực hiện series hài này, anh châu chuốt từ khâu kịch bản, tạo hình, quay hình cho đến dựng từng trailer, với mong muốn tạo nên một sản phẩm đầy tính giải trí để tri ân khán giả. Tập đầu tiên sẽ chính thức phát hành vào lúc 20 giờ ngày 29 tháng 12 và phát liên tục vào lúc thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Trấn Thành Thao. Góp mặt trong series hài này có bà xã Trấn Thành, ca sĩ Harry Won. Nếu như Trấn Thành từng đóng một vai trong web drama Thiên Ý của Harry, lần này cô cũng đáp lễ anh khi nhận lời tham gia Tôi là Tư Hậu. Có nhiều sao hài đình đám tham gia như nghệ sĩ BB Trần, nghệ sĩ Hải Triều, nghệ sĩ Diệu Nhi, nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ. Ngoài ra còn có một loạt tên tuổi khác tham gia như Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Khải Như, Vinh Râu, Hồ Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dựng, Tuấn Dũng, Lê Minh Ngọc, Minh Kha, v.v. Khoe ảnh Giáng sinh, Trấn Thành lại được fan quan tâm rào rào bởi điều bất ngờ này. Mặc dù Trấn Thành khoe ảnh đón Giáng sinh bên gia đình, nhưng cư dân mạng chỉ chăm chăm soi vào đôi giày đế cao của anh. Mới đây, MC Trấn Thành chia sẻ hình ảnh bên gia đình cùng lời chia sẻ Merry Christmas cả nhà yêu ơi, hãy tận hưởng Giáng sinh bên người thân yêu đi nào. Mặc dù khoe ảnh đón Noel hạnh phúc cùng người thân, nhưng cư dân mạng chỉ soi đôi giày đế cao của MC Trấn Thành. Có ý kiến cho rằng Trấn Thành chơi ăn gian, mang giày đế cao để bằng Harry Won. Trấn Thành ơi, tội nghiệp phải mang giày đế cao để cao bằng vợ. Nhìn đôi giày của ông Thành, khỏi mang sướng hơn. Có sao xài vậy, đi làm gì cho khổ không biết. Hàng loạt cư dân mạng trêu đùa MC Trấn Thành. Đây không phải lần đầu tiên MC Trấn Thành bị soi vì chuyện đi giày đế cao. Có thể thấy Trấn Thành sở hữu một loạt đôi giày đế cao. Anh thường xuyên đi giày đế cao khi sánh đôi cùng vợ, hoặc nếu đi giày thấp, Trấn Thành đều kiễng chân để trông cao hơn. Cát Tường đẻ xong, anh ta thấy tôi xấu nên nhạc dừng. Tôi cũng cố níu kéo anh ta ở lại, nhưng đến một giới hạn nào đó thì tôi buông xuôi và cho anh ta ra đi. Tới năm con tôi 2 tuổi, tôi quyết định ly dị, Cát Tường chia sẻ. Tuổi thơ yên bình trong gia đình ổn định. Quê tôi ở Huế, năm 4 tuổi mới di cư vô Nam và lập nghiệp tại Vĩnh Long. Lúc đó nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ ẵm hai đứa con vào Nam mà chỉ có đúng 5 phân vàng, rồi phải làm đủ mọi nghề từ bán vé số tới thuốc lá, sửa xe đạp. Tuy nhiên, tới năm lớp 1 thì kinh tế gia đình tôi bắt đầu đi lên.
Giờ cứ nhìn vào sổ liên lạc là tôi biết nhà tôi khá lên theo từng năm. Chẳng hạn hồi cấp 1, tôi ghi bố làm nghề sửa radio, từ cấp 2 thành bán radio, lên cấp 3 thì cả bố lẫn mẹ đều ghi là buôn bán. Gia đình tôi không ai đi theo nghệ thuật, nhưng lại có máu nghệ thuật. Bố tôi cứ tối đến là cầm đàn nghêu ngao hát, còn mẹ tôi lại hay hát nhạc tiền chiến. Bản thân tôi theo nghệ thuật nhưng lại có máu kinh doanh. Từ nhỏ tôi đã kinh doanh buôn bán dữ lắm rồi. Tôi còn nhớ năm lớp 11 tôi bị gãy xương chậu vì leo cây mận. Lúc đó đau quá chỉ biết nhờ bạn gọi bố mẹ tới. Nhưng bố mẹ thiếu kiến thức y học nên cứ lấy dầu xoa xoa rồi nắn chân. Tới khi bê tôi lên xe cứu thương tôi chỉ còn biết khóc và co người lại. Tóm lại tuổi thơ của tôi khá bình yên, ít biến động và gia đình tôi cũng không khó khăn. Mãi là sao hạng B, chỉ vì dám sống chứ không dám chết với nghề. Con người tôi trước giờ vẫn thế, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người nổi tiếng. Cho tới bây giờ, tôi cũng chỉ dám tự nhận đánh giá mình là ngôi sao hạng B. Dù tôi đi đâu cũng có người biết tới, kể cả ra nước ngoài. Nhiều ngôi sao hạng A để nổi tiếng được đã phải bầm dập với nghề rất nhiều. Nào là đi xin vai, hát lót các kiểu, riêng bản thân tôi lại khá may mắn vì vô nghề một cái là nổi tiếng luôn, được trải thảm thuận lợi hơn. Thuận lợi này đến từ chính năng lực của tôi, chẳng hạn, gương mặt của tôi tuy không hoa hậu nhưng cũng gọi là khả ái. Tôi có khả năng diễn bẩm sinh và được đào tạo bài bản. Ngoài ra tôi cũng có kinh tế để theo đuổi nghề từ đầu, không phải chạy chật với nó để kiếm sống. Nhưng đáng lẽ ra, nếu tôi đam mê và sống chết với nghề hơn thì mới lên được hạng A, chứ không phải như bây giờ. Chẳng hạn sau khi đoạt giải tiếng hát truyền hình, tôi phải đi học thanh nhạc, nhưng vì không học nên chẳng biết nốt nhạc nào. Hay người ta đi học lớp đào tạo đạo diễn, diễn xuất kia, thì tôi cũng không đi, giờ thì tôi chẳng học hành thêm được gì nữa. Cách đây vài năm tôi vẫn hay cây cú, tự hỏi sao mình không nổi tiếng như người nọ người kia, nhưng bây giờ tôi tự thấy điều này là đúng, và tôi hài lòng với những gì mình đang có. Đối với nghề người ta phải sống chết vì nó, nhưng tôi chỉ dám sống chứ không dám chết với nghề. Đó là lý do vì sao tôi không thể nổi tiếng hơn. Mình đã không dám chết vì nó thì đừng mong nó cho mình vị trí số 1. Ước mơ lớn nhất của tôi là có một mái ấm gia đình hạnh phúc, sau đó mới là làm nghề. Nếu giả dụ tôi yêu một người mà người đó muốn tôi bỏ nghề sống với họ thì tôi cũng bỏ. Tất nhiên, nếu chuyện đó xảy ra tôi sẽ buồn lắm và sống không phải là mình. Chưa từng yêu ai giàu có. Tôi là người yêu hết mình và hơi cảm tính, nhưng tôi vẫn cần có lý trí khi yêu. Tôi thường bị gọi là hoa ni lông, tức là không biết héo. Dù yêu sâu sắc tới đâu mà phải chia tay, tôi cũng sẽ buông nhẹ nhàng chứ không vật vã níu kéo. Nếu lấy chồng mà cảm giác được, sẽ có lúc chia tay thì tôi không bao giờ lấy. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa yêu ai mà giàu có, cũng chưa từng nhận được món đồ giá trị nào từ bạn trai mình. Tôi yêu nhiều, nhưng chỉ có 3-4 mối tình là gần chớm tới hôn nhân. Có thể lúc đầu người ta sẽ hứng thú với tôi, nhưng quen lâu rồi, tôi dễ làm người ta chán vì thói nhiệt tình của mình. Chẳng hạn với cha của con tôi hiện tại, tôi đã từng khiến anh ta rất yêu mình. Hồi mới yêu tôi vẫn còn rất đẹp, nên anh ta tình cảm lắm. Đi qua vũng nước anh ta còn bế tôi lên. Tôi và anh ta yêu nhau được 4 tháng thì có thai. Thời gian tôi mang thai, anh ta về Úc và vẫn gọi điện hỏi thăm tôi thắm thiết. Nhưng đến khi đẻ xong, anh ta thấy tôi xấu nên nhạt dần. Con tôi được 1 tháng thì anh ta có dấu hiệu bỏ đi. Tôi cũng cố níu kéo anh ta trở lại, nhưng đến một giới hạn nào đó thì tôi cũng buông xuôi và cho anh ta ra đi. Tới năm con tôi 2 tuổi tôi quyết định ly dị. Tới giờ mỗi khi yêu ai, tôi đều nhắc họ là đừng bắt tôi thay đổi vì họ, tôi sẽ luôn là chính tôi.